Xin chào quý vị và các bạn. Hiện giờ thì Hai Lúa đang có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Bình Trị, nơi mà sắp diễn ra một cái sự kiện trưng bày cây cảnh nghệ thuật. Hôm nay là ngày 25 tháng 4, là ngày thứ hai nhận cây. Ngày hôm qua thì mình mắc điều kiện công việc nên là không thể chia sẻ cho quý vị và các bạn chúng ta nắm được cái hình ảnh chung ở thời điểm hiện tại trước giờ diễn ra khai mạc triển lãm cây cảnh nghệ thuật. Được biết theo anh Nam là chủ nhiệm của câu lạc bộ chia sẻ thì lần tổ chức trưng bày này thì được sự đồng hành của hãng sân Selac và một số nhà vườn tiêu biểu như là nghệ thuật bonsai Vũ Trần. Thì chi tiết cụ thể như thế nào thì ngày mai thì mình sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta cùng đi chiêm ngắm cái hình ảnh chung trước giờ diễn ra khai mạc. Đây là một cái chương trình trưng bày cây cảnh nghệ thuật đầu tiên cấp câu lạc bộ thôi, nhưng mà số lượng là hậu tụ rất nhiều những cây quý, cây đẹp. Ôi, ra sớm không? Rồi. Cuốn video đầu tiên thì mình tập trung quay lướt qua cho các bạn xem thôi, và tập trung một số tác phẩm. Bởi vì hiện giờ thì ban tổ chức vẫn còn đang bố trí sắp xếp nên là mời anh em ngắm cái hình ảnh chung, hòa chung cái không khí với tinh thần yêu cây của câu lạc bộ sinh vật cảnh Bình Trị. Còn rất nhiều những cây vú đẹp, vú quý. Xanh xì rồi các câu lạc bộ rất nhiều chủng loại đó nha. À, đón không? Đây đã. Rồi. Qua sớm anh nghĩa. Quá nhiều cây đẹp. Review chiếc xe đó hả? Cây khu vực ở cảnh bên ngoài đây là những cây cỡ đại, những cây kích thước lớn. Một số anh em vẫn còn đang tạo tác. Rất nhiều cây đẹp, cây quý. Cũng đầu tiên quay lướt trên MC. Cây hồng xiêm.
chép lại thì tiếp tục chia sẻ cho anh em thưởng lọt. Video đầu tiên thì quay lướt cho cả nhà. Thời tiết thì nắng. Đêm mấy cây sơn? Siêu phẩm tùng tuyết của anh Năm Tấn này. Cần chứ. Ở cây này đứng đứng cái hướng nào ta? Hướng nào cũng đẹp không? Đứng đây thì nhìn cái dần tàn lắm. Cây của anh Năm Tấn đó. Đứng vô chụp tấm hình nhìn cái dần tàn nó mới phê được không? Rồi quá đẹp. Mình thì không dám nủa nhưng mà riêng đất Bình Sơn này thì có cây tùng này là đẹp đó. Nó về độ tối cũng như là bóng gió. Bây giờ những cái ấy, anh chị quay lên cái bìa sân khấu và được ban tổ chức đặt tại vị trí trung tâm sân khấu nữa, quá đẹp. Thôi tổ chia ta với cây tùng này và anh em chiêm ngắm hình ảnh tổng quan. Ngày mai thì tức là chiều mai thì sẽ chính thức khai mạc trưng bày cây cảnh nghệ thuật của câu lạc bộ sinh vật cảnh Bình Trị mở rộng năm 2024. Em có một số tác phẩm tùng của Nhâm đã từng đoạt giải nhiều sang trang. Đoàn khách sân phụ lần này có cái cấp vị của anh muộn đã muộn ra sớm anh. Dạ. Anh đem một cái cấp đó hả? Trên xe còn rất nhiều cây dứa đẹp. Chân Nam đi cái này tương đấu giờ chưa được dọn
rừng dưới. Tiếp tục mà anh em dành thêm khoảng 30 giây đi chiêm ngắm lại cái tác phẩm Quần Thụ Dưới của Nam Tăng. Cây quang này cũng hay. Ý tưởng là cá chép vượt thủ mông hoa rồng. Cây này mà trò trải rất đẹp. Cây nhự cũ. Đây là một số tác phẩm của nhà vườn Khánh Nguyễn và nghệ thuật bonsai Vũ Trăng. Và cây dúi của bạn Hữu Duy cũng về tham dự tại trưng bày cây cảnh nghệ thuật của câu lạc bộ sinh vật cảnh xã Bình Trị. Mình cũng xin tạm dừng video đầu tiên chia sẻ và những cái hình ảnh chung, sau đó thì mình sẽ có những cuốn video tiếp theo chia sẻ đến các bạn nhiều tác phẩm đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.